Hello hello, xin chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của mình nha. Ok, nè, hôm nay mình chuyển tôm mình qua anh em. Thì mình xin nói là tôm này mình mới có gieo mới 12 ngày anh em ạ. Mình định gieo tới 20 ngày nửa tháng, còn lại 1 tháng mới chuyển qua. Hiện tại mới 12 ngày má lỗi rồi. Để mình phóng to qua bên kia cho anh em thấy, gió thổi hơi ù anh em thông cảm nha. Anh em thấy mặt đầm không? Mặt đầm là gông dữ dằn luôn. Thì bỏ mình đặt men mình nói đó. Chỉ tạt cho nó cầm cự thử nó lâu dài hơn thôi chứ không có việc nổi. Tại ông anh mình cải tạo cái con dèo này dở quá, gông lên quá trời luôn, được gọi lên con đá là phơi không có kỹ đó. Thì giờ nó gã xuống bực nó thành con mền nè, anh em thấy đó. Thì hôm nay mình chuyển qua nghe anh em, nước vô mới ghi vô nước là mới có 7 bữa cải tạo chưa xong gì hết, bắt buộc phải chuyển qua. Bây giờ tôm nội không dám để lâu ngày sợ nó bệnh nữa, chuyển qua bên đầm mình nó gớt nữa. Thì nước nó vô mình mới có 7 ngày mới tạt men qua đó, men chưa kịp ra nữa. Còn bịch này không tạt 2 bịch men à, cũng đâu 2 ngày trước hay 3 ngày trước gì đó, bắt đầu nó lội luôn rồi. Nên cho nó kìm hãm cho nó lâu lâu tí, là mưa mấy ngày nay bắt đầu gông nổi rồi chìm xuống nó bả ra thôi, bốc khí độc lên tên con chịu không nổi rồi. Ok, thì mình đặt ba cái lúa mình dở thứ dính bao nhiêu nha anh em. Sáng dặn chút đó. Mới vậy đó. Trời ơi, này cắt con nổ qua rồi. Giấc, cái gì giấc, cắt con bỏ mất. Có mấy con là con chỗ chỗ bự nè. Có bị giống rồi đó. Con này tầm bao nhiêu con ta? Ta xuống nhỏ. Trăm con không? Hơn. Mày thấy mấy con nhỏ nhỏ này không? Phải hơn trăm con, trăm rưỡi, hai trăm luôn đó chứ. Em vô thì, bây giờ có nhà ông Bảo, bây giờ bỏ đây. Gì? Đó biết là. Cắt con bóp đó. Bà luôn sao bà đi dớt rồi để cho tôm yếu mệt hơn nè. Rổ xuống đại đi mọi người quay thấy đâu. Trời hơi thơm bự lượm chân con á. Ở xuống cái còn hai cái nữa, cái thứ hai cái chỗ đó đó. Đó, cái đó đó. Cái này nghe nói ít hơn cái nãy. Ô cũng nhiều quá chứ mất đầu. Cái con không à. Ừ. Mấy cái này có trăm con không chứ ít đâu. Cái trăm có. Cái này nhỏ hơn 200 con thì. Cái này có trăm con chứ ít đâu. Con cũng nhiều. Con cái khí cái lòng tông nó nhỏ xí xíu. Con cái gì có đổ không chết à. Dính lơ lưới không à. Dính lưới mà. Lưới ướt rồi nó dính lên luôn. Dính chết đâu à.
tôm chứ tôm là bằng cá. Còn cái dưới cò đó nè. Băng. Còn cái nữa nè. Cái khúng cồi đó. Nước xong chảy ra chảy vô. Này cái này nhiều hơn cái kia mẹ ơi. Có không nhiều đâu, cá nhóc vẫn. Tôm được nè, hơn cỡ bự thôi. Có con nhỏ xíu như mới thả có luôn. Cá mà thêm chứ làm què gì. Cá nhóc vô múc nổi hết. Tốt. Cá bóng. Rồi, 200 con. 200 đéo, nãy giờ ít nhất 300 con. Cũng rẻ rồi 300 con. Ok anh em, thì đây là giờ giới tập thứ 2 nha anh em. Thì xã chưa khô đầm được đó mà nước ở sông nó lớn nữa này. Nước lớn chạy dội ngược vô rồi. Thì mình cứ cho nó chảy thôi, chảy ra chảy vô cái bà đó. Ở ngoài có không lưới lược đâu có sợ nó ra đâu. Ok thì giờ mình đổ nha. Thử chập này dính nhiều hơn không? Nắng nóng mình đổ nhiều giác sợ tôm nó khờ. Để tối nữa mình đổ thêm vài chập tối nữa. Ok thì mình xuống đổ đúng nha. Bây giờ thì không có ai quay phim này, mình sẽ để điện thoại trên này. Hồi đổ lên được nhiều quay cho anh em xem. Thứ này được nhiều con. Thì mới đổ cái lúa đầu tiên nè, được nhiều nè. Cái này chạy nè, như con đầu đàn này bự anh em thấy không? Cá phải trời cá đâu, cá bóng rồi nè, trời ơi. Thả luôn giờ không có đồ lượt, nó ra lấy gì mà lượt nó ra vậy. Sao bắt được. Chắc là chạy hơi nhiều quá. Cái này giống mấy trăm con à. Nhiều không? Một cái một. Ok, xin đẹp nha. Vuông mà thả đi, thả dưới gió nữa. Thả trên gió thì hay hơn. Thôi, tự ông lội lên nó đi. Quay ngược nắng hơi chán nha anh em. Ủa, lội nè. Này nè, tôm mà phải được khoảng 20 ngày tuổi á. Đủ dễ tôm thôi mẹ, mè quá anh em. Đổ dính lưới, dính kẹt lú hao, hao nhiều. Cái này mấy trăm con ấy. Này có 200 con. Xem 200 như 400 đi tính vậy đi. Ok giờ đổ thêm hai cái này nữa. Cái này với cái bên đây nè. Anh em, thì đây là cái thứ hai. Chiều nay chạy bộ nhiều nha. Anh em thấy không? Để xem kỹ hơn đi. Nhiều. 200 con đấy. 600. Tính gì đi. Tính sao vậy? Thả tôm mà thả cá luôn. Ủa anh đợi kìa. Về độ mặn là bằng chan nha luôn nha mọi người. Còn mấy cái chi tiêu khác thì mình không biết, tại bên đây cái thảo chưa xong bây giờ nó lội bắt buộc phải chuyển qua thôi, sao giờ. Độ mặn thì hiện tại là 25 phần ngàn anh em, mưa không gài, tụt xuống ba mấy phần ngàn, giờ còn 25, tụt xuống 10 phần ngàn. Chỉ ở đây mình cố gắng lại mình tốt, nước rồi lên nhanh nhanh nè. Bởi vì nước mới mấy ngàn chưa. Nếu mà tôm mà nó im là mình không có chuyển đâu anh em. Ok, thôi mình đổ cái kia ra nè, thử được nhiều. Thứ ba mình nha. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái gỗ này mình lược thôi, cái dính là bắt ba cá bóng rồi. Bóng nhiều quá. Để camera đây nè.
mà anh em ạ, nó cũng vậy thôi. Không ra, tôm ra không được, cứ lù lại luôn. Ok, thì buổi chiều và tạm thời kết thúc video tại đây nha. Và từ đây đến sáng bao nhiêu nữa thì mình sẽ cập nhật sau cho anh em nha. Bye bye anh em. Chắc tầm khoảng 1000 con đổ lại anh em, chứ không quá 1000 quá. Theo mình đoán là gì, không biết 1000 hay không biết đó giờ không. Có yếm tùm con, chắc cả 1000 ấy. Thôi, nhắm chừng vậy đi.